雅新早改雅新早为一个专辑打高高 video bài này thái lan hôm nay là bài này muốn làm video cho chia sẻ làm soi sải cho lửa việt nam ăn muốn làm video chung với cho chia sẻ cho vị cô chú anh chị có nhìn soi sải phong cách mẹ ổ phong cách người thái bên này là ai bên này là giữa con dâu việt con dâu việt nam con dâu thái lan cái này là bên này hâm nước bỏ nước lấy cơm miếng bỏ nước hâm nước là hơn 3 tiếng rồi cả nhà bây giờ là cho mẹ nấu nha cái này là rất quan trọng với nướng cơm nếp lắm không phải nướng hấp hấp cơm nếp lắm cả nhà nhưng mà ở Thái à hấp ý nghĩa của hấp của người Việt Nam là nướng ở Thái Lan thiệt nát nói thiệt hello xin chào đi theo bé nè nha giúp bé nè kiếm xài ngon ngon ăn kèm chung với cơm nếp nha cả nhà đi thôi trời ơi mẹ kêu rồi đi đâu hai đứa nữa chưa xong mẹ kêu bé nè cắt bay tơi cắt dưa không phải cắt bay tơi là cắt lá dứa ở đầu ngoài cho mẹ nha đi theo bé nè nha yeah. Nằm xuống ở đây lá dứa ở già xúc sắc quá trời quên cả già đi theo bé nè nha quên cả già được rồi dạ xong rồi cả nhà bây giờ mở khăn trắng ra nắm hả mẹ làm một lần nha nắm quá còn gì mẹ bắn luôn trời ơi dạ tắt cái nắp lại chờ 5 phút nữa chút xíu là chúng mình lấy làm với nước cốt gì ạ? Bỏ nước cốt dừa cái này là đường đường càng chết hết đòi bỏ muối mập ngon mập ngon béo ngon mập đừng có ăn nhiều ăn chơi thôi nha mập mập béo béo là đúng bài ngon nhất nát luôn đừng có chín nhiều cả nhà chín nhiều là họ cơm nếp sẽ là béo nhéo không có được ăn không có ngon ôi trời ơi mới có gió hôm nay dạ hôm nay bé nên đẹp không cả nhà có má điệu rồi. Mình thấy ướt đúng không? Chút xíu là cơm nếp là ướt hết luôn. Ôi trời ơi, cả nhà ơi, là hôm nay là có nhiều xài quá trời ơi. Trời, xài chín không có chín. Nếu mình nói với người Thái Lan là không có ai hiểu đâu là xài Thái là xài gì. Xài Thái cái này cũng xài Thái, bên kia cũng xài Thái. Bên nó cái gì đó xài kia xài này xài nó xài nhé là cũng xài Thái hết cái này là đất Thái Lan mình kêu như thế nào cũng xài Thái hết đó cả nhà ơi 1 2 3 4 5 6 7 8 có 8 chén là bỏ trái cây là bỏ xài cho review cho cả nhà nghe nè quên rồi cả nhà muốn nói gì nhiều quá trời ơi là xài gì nó xài này nói xài nám đọt mái nước cù bông nếu nói là cho người Việt hiểu
là xài nước củ bông. Cái này là xài có màu vàng, có ngọt, có thơm. Cái này là thường thường là ăn chung với cơm miếng củ ngon. Cái này là bé này chắc chắn với cô chú anh chị là vàng, quá vàng. Ở Bangkok thích lấy cái này bán cho người du lịch ăn. Xài này. Còn củ hôm qua cả già ở chợ Co op chúng mình bán không hết đâu. Cái này là xài, xài xanh. Cái này là nếu nói là có, nếu ăn đòi là có ngọt, thơm, béo và giòn. Xài là bên này phải dịch với ở Google. Google là bên này phải hỏi Google là nói tiếng Việt như thế nào. Bên này thấy xài ba hương vị. 1, 2, 3. Cái này là xài ba hương vị. Ba hương vị là có chua, hòa, mặn. Mặn là gì? Mặn là gì? Mặn là những cái bột. Bột. Hòa. Chua. Nói tiếng Thái luôn kìa. Dạ. Chua, bột. Chua, bột ngọt. Cái tiếp là xài già, cải già. Xài già cái này là xài ở già của mình trồng cũng được, không có ai lấy bán nè. Cái này nếu tính tiền là không có ai tính tiền đâu, cho mình miễn phí ăn phi luôn ở trên đường. Ngửi cái già nè, bên em viết cái này. Xài ngửi là có ngọt và không có bị bưởi à. Thật là ngon lắm và đẹp lắm cả già. Nếu cái này là người Campuchia cũng biết nè, bên em đập ở Google là Google nói là xài ngửi cái này là người Khmer với người Campuchia là kêu Sawai keo lâm rịt. Sawai keo lâm rịt. Dạ xin lỗi người Khmer nha, nếu bé nàng kêu xài cái này lỏng. Hạt giấm ngửi thì cả nhà nè. Hoa vàng không có giấm trái này. Cái này là xài keo bạc ta co. Nếu người Thái kêu nè keo bạc ta co. Nhưng mà hỏi Google là xài, xài kẹo. Xài gì ta? Xài, xài kẹo. Xài kéo. Xài kéo. Phải hỏi Google nha. Cái này là bên em hỏi Google mà Google nói là xài kẹo. Xài kéo. Xài kéo. Bên em muốn chia sẻ King of Mango cái gì? Vua của xài. Vua của xài. Tiếng Anh là King of Mango cái gì là vua của xài là trái này nè. Mẹ thích lắm cái gì ơi. Ục lon. Mà người Việt Nam là kêu xài cát, nhưng mà tiếng Thái là ục rong. Cái này là ngon nhất đất thiệt cả già, ăn kèm với xôi xài à, với xôi xài với cơm mía và cả già. Nhưng mà người ta lấy cái này nè, trái này nè, ở Bangkok bán cho người du lịch. Nè, ngon không dám đâu. Cái này là ngọt ngọt chua chua, nhưng mà cái này thơm không dám ai. Với tất cả này không dám ai vào quanh thế giới của xài là cái này là thắng. Ok, cả nhà 7 giờ là bắt đầu ăn xôi xài Thái Lan chung với bé Lan nha. Nè cả nhà, ngon như thế nào nè. Có cái này nè. Thơm lắm. Nè mẹ ổ làm nước cốt dừa đóm lại. Mập ăn hết nãy hai mẹ con sẽ no mập thù lù lù cả nhà. Mời cái nhà ăn xôi xài với xài két. Ăn xôi xài với xài két chung. Mời cái nhà ăn xôi xài Thái Lan chung. Để nói cho mời cái nhà ăn xôi xài à. Mời cái nhà ăn xôi xài Thái Lan chung. Thái Lan. Ok ăn đi ăn. Mời cái nhà. Mời ăn. Mời cái nhà ăn xôi xài Thái Lan chung. Xài đi hả mẹ. Ngon dứt nách được ngon dím lăng mẹ. Ngon dím lăng. Thằng rèn nè, chúng ta thằng cái này ngon quá. Tôi ăn. Ngon lắm. Mẹ nấu bán được
luôn. Mời mấy anh mời mấy anh ăn xôi xài của em chung. Mời mấy anh ăn xôi xài của em chung. Dạ bên em mời mấy anh quà trọng yêu với cả dạ ăn chung. Dạ bên em mời mấy chị ăn chung, ăn xài chung với bên em nha. Xài cách này nó giới thiệu cả dạ, nếu đi xuống ở Bangkok nói với người Thái nè, có xài, xài là mắm muông cả dạ, có mắm muông ốc long không, chị có mắm muông ốc long không, chị mì mắm muông ốc long mấy. À cái tiếp ăn với xài nám đọt mái cả dạ, xài với người ta lấy tám cho người rút bài. Mời cái dạ ăn xôi xài nám đọt mái chung. Nếu ăn thịt của xài này đúng không? Là chua không có ngọt đâu, nhưng mà lấy ăn chung với cơm nếp ngon luôn, ngon và ngọt luôn. Mà xài khác cả dạ, xài này xài đủ đủ. Dám ai bị đánh rồi cả dạ, tại vì mà mình thạch của cái này cả dạ, thạch của đủ đủ. Một điểm, điểm. Đừng có ăn với cơm nếp nữa. Không được không mẹ? Kế tiếp xài người chín rồi cả dạ. Mời cái dạ ăn xôi xài với xài người chung. 5 điểm. Nhưng ok. Ao mẹ, xài ở nhà không có tốn tiền cái gì đâu, người ta miễn phí cho ăn thôi. Nhưng mà sẽ hôm nay ăn cho cả dạ dừng là ăn với cơm nếp là ngon không? Không phải mẹ. Mời cái nhà ăn xôi xài với xài nhà chung. Vô mất liền, chua. Chua thiệt. Ngon lắm, ngon lắm. Thôi. Đừng lấy. Đừng có review thêm nữa, bây giờ là toilet đường đâu vậy à. Xài cát cái này mắc tiền, nhưng mà ngọt ngon, có nước thơm nhiều lắm cả dạ. Dạ ơi, nếu hôm nay hết video của bé Nan Thái Lan không mình, like, subscribe và share. Bye bye cả dạ, hẹn gặp lại video mới cái tiếp nha.